ra là những từ Anh và nước ngoài thì tôi cũng chương trình nó khá là hay và mới. Thầy cô có tập trung vào việc sửa phát âm của học sinh được giao tiếp nhiều với lại thầy cô hơn là so với các chương trình khác. Rất là nhiều game cho chúng em trải nghiệm. Adrian Bromhead. I'm from England and I've been in Vietnam for 4 years. The lesson plans at Sunrise are good. A lot of information for the students and they're very easy to understand for the students. So the Sunrise teaching program helps the students pronounce English like a native speaker and help the students be comfortable using English and also thinking in English and say their answer.